Những vấn đề cần lo khi khởi nghiệp một quán cà phê nó phức tạp hơn so với những gì mà bạn nghĩ. Bài viết này Kim Marketing sẽ mang đến những kiến thức bổ ích và những thông tin chi tiết giúp bạn có thể set up một quán cà phê một cách chi tiết nhất. Đầu tiên chính là những chi phí cố định, chính là tiền cọc mặt bằng, tiền thiết kế, thi công, nội quán, nội thất, những chi phí các vật dụng, những chi phí nhân công, pha chế máy móc hay những chi phí duy trì, chi phí mặt bằng, điện nước, internet, điện thoại, thức uống, lương thực, thực phẩm, các chi phí marketing, lương của nhân viên. Và chi phí khi set up cà phê là bao nhiêu? Đầu tiên chính là chi phí mặt bằng. Một chi phí khi mở quán cà phê ban đầu sẽ chính là chi phí mặt bằng. Tùy thuộc vào bạn đang mua hay thuê địa điểm kinh doanh nào đó thì bạn phải có số tiền chi trả cho hạng mục này sẽ khác nhau. Tuy nhiên, dù mua hay là thuê địa điểm kinh doanh thì bạn vẫn cần một số tiền cải tạo, tu sửa quán theo ý tưởng và phong cách của quán, hướng tới phục vụ cho những đối tượng khách hàng nào. Nếu địa điểm chưa có hệ thống điện nước thì cần phải lắp thêm những hệ thống này. Cụ thể hơn, các chi phí gồm các khoản như sau. Đầu tiên chính là tiền thuê mặt bằng 1 năm, tiền sơn sửa lại các vị trí lại MB và các tiền điện nước nếu cần. Và số 2 chính là chi phí cho các trang thiết bị. Đây cũng coi là hạng mục tốn chi phí ở quán cà phê nhất. Các bạn cần phải đầu tư một số tiền khá lớn cho việc mua sắm các thiết bị như ở quầy pha chế, các bàn ghế và các máy móc pha cà phê, các máy xay cà phê, bình hoặc là máy đánh kem, các vật dụng phục vụ như cốc, chén, ly, trong đó chú trọng nhất vẫn là các thiết bị cần được chú ý một cách tỉ mỉ, chất lượng được bảo quản và chất lượng đồ uống cho khách hàng. Các tủ lạnh, tủ mát, máy pha cà phê, máy xay sinh tố, các nước ép trái cây, máy POS thanh toán, quầy, ghế quán, các bình, cốc, ly, thìa, các hệ thống điện chiếu sáng, các vật dụng vệ sinh của quán. Số 4 chính là các loại chi phí cần thiết khác. Ngoài những khoản chính, trong nhóm, chi phí setup quán cà phê thì vẫn còn nhiều khoản chi phí cần thiết khác, cụ thể như sau. Chính là chi phí dành cho các nhân viên. Nếu thuê nhân viên, bạn cần phải bỏ ra một số tiền để thuê nhân viên sao cho những tháng đầu khi chưa có lợi nhuận và mức lương mỗi người của tháng dao động từ 4-5 triệu, tùy ca hay tùy vào hình thức của công việc. Và tiếp theo chính là chi phí duy trì quán, khá quan trọng vì trong tháng đầu tiên, bạn cần có quảng cáo để thu khách hàng. Để duy trì trong 3 tháng đầu tiên, dù không có doanh thu thì chi phí nổi cần có những quỹ đầu tư có thể lưu động từ 50 đến 80 triệu đồng. Và nếu quán nhỏ thì đó là như vậy, và nếu quán lớn thì có thể là vài tỷ như cái quán cà phê sân vườn như Yumin Garden, và các chi phí thanh toán như điện, nước, wifi hay quà tặng. Với các chi phí phát sinh, có rất nhiều khoản phí không thể lường trước được như in lại thực đơn, đồng phục cho nhân viên, xử lý rác thải, cháy nổ các thiết bị hỏng, chi phí máy xay cà phê, vật liệu, các trang thiết bị, chi phí để mở một quán cà phê là không hề nhỏ. Chính vì thế chúng ta cần phải đầu tư đúng cách, bên cạnh đó để sở hữu những thiết bị cà phê chất lượng để tăng lợi nhuận của cửa hàng coffee bên riêng mình thì nên chọn những phong cách để khách hàng ưa chuộng nhất thời điểm hiện tại. King Marketing là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp về kinh doanh online, marketing và thiết kế có cam kết hiệu quả đối với các doanh nghiệp. Hãy truy cập kingmarketing.vn cũng như đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật được những kiến thức bổ ích nha.